Xin được kính chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Và là Tuấn, chuyên mua bán các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng, có địa chỉ 88A Trương Công Giai, Dịch Vọng Cầu Giấy, Hà Nội. Hôm nay thì em xin phép được lên sóng cho quý vị anh chị và các bạn một chiếc SUV 5+2 đến từ Hàn Quốc anh chị nhé. Xin được giới thiệu với anh chị và các bạn, đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu, phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc xe này của em thì sản xuất năm 2022, tư nhân sử dụng và mang biển số tỉnh ạ. Xe thì cũng đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi quý vị anh chị và các bạn nhé. Cái tiêu chí đầu vào bên em thì cũng đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Khi mua xe bên em thì anh chị và các bạn hoàn toàn có thể mang xe đi ở một bên thứ ba để kiểm tra về chất lượng của xe. Anh chị mang ra gara do anh chị quen biết hoặc là mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe quý vị anh chị và các bạn nhé. Nếu như anh chị và các bạn mà chưa đủ tài chính để trả thẳng chiếc xe này bên em thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất cực kỳ là ưu đãi ạ. Santa Fe này của em thì mang ngoại thất là màu trắng và nội thất thì là màu da hai màu. Mặc dù là một phiên bản tiêu chuẩn thôi nhưng mà em nghĩ Hyundai vẫn trang bị cho Santa Fe những cái tính năng công nghệ cực kỳ là tiên tiến và hiện đại. Điều nhận biết rõ ràng nhất trên phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản Prea thì có lẽ là nhìn vành hoặc là nhìn mặt ca lăng. Vành thì thế hệ mới số điện này thì sẽ là vành xoắn cho phiên bản tiêu chuẩn, còn Prea thì sẽ là vành 5 chấu, vành dạng hình ngôi sao ấy ạ. Cái cụm đèn này thì cũng là cụm đèn full LED, có hai bóng projector đấy ạ, rất là hay. Và giải LED định vị ban ngày thì được thiết kế theo dạng hai cái lanh hổ này, nhìn rất là bắt mắt. Cảm biến va chạm phía trước phía sau đầy đủ luôn. Đây, ca lăng thì đây là phần nhựa thôi ạ, còn trên Prea thì sẽ là logo 3D đó. Đối thủ cạnh tranh của Hyundai Santa Fe thì có Kia Sorento, Peugeot 5008. Kia Sorento và Hyundai Santa Fe này thì về thế hệ mới này sẽ dùng chung động cơ và máy móc nhé, không gầm nữa. Rất là hay. Chìa khóa thông minh Keyless Go này. Đó. Mặc dù là một phiên bản tiêu chuẩn thôi anh chị nhé, nhưng mà Hyundai vẫn trang bị cho Santa Fe ghế cốp điện nhá, rất là hay ạ. Đó. Hàng ghế thứ ba đây ạ. Khi sử dụng thì anh chị có thể giật lên, còn không sử dụng nữa thì có thể kéo xuống để gia tăng thể tích cốp. Đã có tín hiệu vệ tinh. Đi vào đến khoang nội thất này. Nội thất thì chúng ta sẽ được trang bị là ghế lái chỉnh điện. Chỉnh ghế lái thôi, ghế phụ thì không được chỉnh điện, chỉnh cơ anh chị nhé. Em lại nói thêm một phiên bản tiêu chuẩn nữa là Hyundai rất là tinh ý. Mặc dù là phiên bản tiêu chuẩn nhưng mà vẫn được trang bị loa hai man ca đông nhé, như phiên bản Prea luôn. Đây là một cái tình tiết, tiểu tiết thôi nhưng mà cực kỳ là giá trị nhé anh chị nhé. Đó. Vô lăng thì vẫn tích hợp các phím bấm đa chức năng này. Chúng ta có lấy chuyển số vô lăng. Tiêu chuẩn thì tiêu chuẩn nhưng mà vẫn có số điện, số bấm như anh chị mong muốn. Anh chị nào muốn sở hữu một chiếc xe số bấm nhưng mà tài chính không đủ để mua những phiên bản cao cấp hơn thì đây, Hyundai vẫn rất là chiều lòng người dùng. Đó. Gương chiếu hậu chống chói thì chỉnh cơ thôi. Cam base, đây là cam hành trình 70 mai anh chị nhá. Anh chị nào mà sở hữu được chiếc xe này bên em thì bên em cũng tặng luôn, nên là anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Đây, còn một cái này nữa, tiêu chuẩn nên là sẽ được trang bị bảng đồng hồ audio là cơ, không được đồng hồ điện tử. Đó. Thực chất ra thì mấy cái này vẫn có thể độ được anh chị ạ. Chỉ có cửa sổ trời toàn cảnh là không độ được thôi. Còn về những cái ví dụ như là bảng đồng hồ hay là ấy thì hoàn toàn có thể độ được các bác nhé. Các bác yên tâm. Mua rẻ hơn được khoảng 200 triệu về độ khoảng 5-70 triệu nữa thì khác gì Prea đâu đúng không các bác. Hàng ghế thứ hai đây, cực kỳ là rộng rãi các bác ạ. Có bệ tì tay này, có cửa gió điều hòa đằng sau, rất là tiện lợi luôn. Và chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu sản xuất 2022 này thì em đang chào bán là 1 tỷ 039 triệu. Giá cả thì hoàn toàn có thể thương lượng được khi anh chị qua trực tiếp salon bên em xem xe, chạy thử và cảm nhận về xe.
Và cũng đến cuối video rồi, anh chị nào mà đang quan tâm về chiếc Santa Fe này của em thì cứ liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị 24/7 ạ. Em xin được cảm ơn, hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.